いいね。お願いします。なんか cửa quậy ấy, nó cửa động ấy, nhìn không? Cửa quậy, cửa động ấy, nhẹ nhàng ấy, phim thai ấy. Nhà phim thai. Trăm sáu tám chu kỳ trên phút. Của tản cái tư này là cháu ăn cơm hay chưa ăn rồi mà đầu cháu cứ lâm lâm chóng mặt thì kiểu gì đấy còn giống ấy. À, và ví dụ đói chóng mặt thì đã đành. Hay là lo rồi cũng đọc nằm vào giường. Một lần có triệu chứng ngán không? Có ba một số. Trời hết 3 tháng rồi hết ngán. Cháu ăn xong cháu ghê hết mồm. Cứ đi chiều chiều ăn mồm nó hết cả mồm. Buổi sáng thì bình thường. À. Cứ đến tầm buổi chiều chiều đến tối là mình không khó chịu thế. Không không có dịch nhé. Không có dịch dưới màng đậy. Mà cô uống thì là không vấn đề gì. Không. Đã. Không sao. Mang thai chưa? 9 tuần một ngày. Thứ hai này. Sao càng ngày lại càng lùi này nhỉ? Không chỉ ngày là 8 tuần 3 ngày. Cái tuần thai chuẩn nhất là 12 tuần là chuẩn hơn. Thứ ba tháng là chuẩn. Hôm trước là đo theo đường kính tuyến ối, hôm nay là đo theo chiều dài đầu mâm. Ổn đấy.